Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì theo cái lời yêu cầu của các bạn á, thì mình có nên tăng cường những cái câu chuyện của Duyên Thầy Pháp nhiều hơn một chút. Thì Tân phải tùy theo cái sức khỏe của bác lớn tuổi rồi. Dạo thời gian gần đây thì mưa gió trái trời đó, thì bác cũng hơi yếu. Thì Tân cũng có trách nhiệm bồi bổ dữ lắm á. Tân không phải là mình chỉ có biết lấy chuyện của người ta mình kể, mình phải lo lắng cho người ta chút xíu. Thì cũng chính vì vậy mà Tân không có muốn bác kể nhiều quá. Thứ nhất là bác bệnh. Bạn cứ nghĩ đi, một cái người già mà 3 giờ sáng cứ phải ngồi kể chuyện về cuộc đời của mình, ai mà chịu nổi. Bản thân Tân là một cái người trẻ mà Tân còn chịu không nổi, bởi vì mình cũng đã bước qua cái tuổi mà nó rề rề rồi ha. Thì hôm nay là Tân kể câu chuyện của bác, bị mà bác khỏe bác cũng kể được cho Tân một hai câu chuyện. Thì câu chuyện ngày hôm nay nó đậm chất miền Tây các bạn. Câu chuyện này nó bắt đầu bởi một cái ngày. Ngày đó thì nó rơi vào cái ngày của người âm. Thì bác cũng có nhiều cái công việc vào cái khoảng thời gian này lắm. Thứ nhất là cũng chứng yểm, thứ hai là cũng giúp người ta làm pháp sự. Thì cái ngày hôm đó đang chuẩn bị tất bật những công chuyện mà bình thường bác làm á, thì có một cái bà thím. Thì bà thím này đi với hai người con gái cũng lớn tuổi, chạc tuổi bác, tới tìm bác. Thì cũng không lạ gì bà thím này, mà có điều là bất ngờ, cũng pha lẫn với lại sự lo lắng. Bởi vì cái bà thím này á, là người cùng quê, cùng xã với lại hàng xóm ngày xưa của gia đình bác. Bác không có lạ gì cái gia đình này hết trơn á, tại vì cũng thân thiết lắm. Thì từ rày mà bác đi lên thành phố bác sống đó, thì không còn gặp lại nữa. Nhưng mà với chồng xóm cũ mà, tại mồ mả cha mẹ còn ở dưới đó, những cái ngày mà bác về bác cúng thì người ta cũng biết bác lên thành phố làm gì. Cũng chính từ đó mà bác lo. Bị gì chòm sớm cũ mà tự nhiên lên tìm mình á, thì chỉ có chuyện gì đó không lành thôi, chứ không thể nào mà tự nhiên người ta nhớ, người ta lên thăm mình được. Cái chuyện này là chuyện mà nó không phải là khó đoán. Bị gì chòm sớm mà người ta có dịp gặp mình thì người ta gặp thôi. Với lại cũng đã rất là nhiều năm rồi, bác cũng không có thân thiết hay nói chuyện gia đình bên đó. Mặc dù những cái năm mà bác về bác viếng mộ cha mẹ thì bác cũng có nhìn thấy, bác cũng có chào gia đình người ta. Ví dụ như con cháu nha, cậu dì chú bác biết bác, ta gật đầu chào thì bác cũng chào. Chỉ có một cái là tự nhiên mà người ta lên tìm mình, mà cái gương mặt của người ta thì ấn đường ta đen quá, thì bác biết là quê mình, nhà người ta có chuyện gì đó không lành. Thì bác ân cần bác mời bà thím vô. Bác mời vô thì bác mới cũng nói vài ba câu giả lả cho bác. Bác cũng đang đợi cái câu chuyện là cái gì đó. Thì vô hỏi là bà thím bữa nay sao cất công lên tìm con đó. Thì bà thím mới vừa gặp là bà khóc liền. Bạn biết rồi đó, những người ta lớn tuổi, đặc biệt là dưới quê nữa, thì người ta thiệt tình lắm. Người ta gặp lại chòm sớm mà tuổi con tuổi cháu người ta giống như người trong gia đình vậy đó. Thì bà thím bà khóc. Bà khóc thì bác mới nói thôi thím đừng khóc. Thím lớn tuổi rồi, thím khóc là mất công, là thím yếu đó. Lỡ có chuyện gì mất công, đừng có khóc, từ từ nói con nghe, có chuyện gì con giúp. Thì bác mới pha bình trà ra, bác ngồi. Ngồi thì bà thím bà nói không được. Bà lớn tuổi rồi, bà cũng đang nức trong người bà đó. Thì hai cái người con gái đi theo mới nói giùm, mới nói với bác là nhà của tôi đó là có chuyện. Đúng ra mà phải chi còn thầy ba với lại chú đây thì còn có để nhờ. Thầy ba thì mất lâu rồi, thầy ba là thầy Ba Minh đó, thì mất lâu rồi. Mà chú thì bỏ xứ chú đi, lên Sài Thành chú lập nghiệp trên này. Thì ở dưới quê đó là nhà của mẹ tôi, là bà thím mà đang ngồi nức á. Mẹ tôi là xảy ra chuyện không lành. Thì bác mới nói là tôi nhìn thì tôi cũng biết là có chuyện rồi. Thì chòm sớm lâu năm gặp lại thì cỡ nào tôi cũng giúp. Nhưng mà bây giờ mọi người phải kể đầu đuôi
mọi người gặp chuyện không lành là gặp chuyện gì, đặng mà tôi biết tôi giúp. Thì lúc này bà thím bà lấy lại hơi được rồi các bạn. À, thì bà mới nói là vậy chứ con còn nhớ con Năm Phụng, con gái thứ năm của nhà bác không? À, của nhà bà thím không đó. Thì bác mới ngờ ngợ, bác suy nghĩ mới là dạ nhớ. Cái con nhỏ mà tính giống như đàn ông đó đúng không? Hồi xưa cũng chơi chung tụi con trong xóm mà. Năm Phụng gặp chuyện gì hả thím? Thì bà lại nức. À, bà nức lên bà khóc tiếp. À, thì lúc này là bác cũng đoán là Năm Phụng gặp chuyện không lành. À, có thể là gặp tai nạn, gặp chuyện gì đó. Bị dông nhập hay gì đó, bác đoán chưa ra. Nhưng mà biết sẽ liên quan đến cái cô Năm Phụng này. Thì ai dè đâu là hai người con của bà thím mới nói rằng là Năm Phụng chết lâu rồi. Ngày đó Năm Phụng ra ngoài đồng á, là tìm ẩn ương. À, tự nhiên trời mưa, gió bão bùng, ra ngoài đồng tìm ẩn ương. Thì bị sét đánh chết cách đây là cũng 3 năm rồi. Thì ngày đó là thầy ba, là sư phụ của bác á, là bà Minh á, là thầy ba không còn nữa. Thì bác cũng lên Sài Thành rồi, cho nên họ mới nhờ một người thầy cúng ở quận kế bên, là ở gần đâu đó đó, ta dùng từ là quận, ở gần đâu đó đó, là qua cúng để mà chôn Năm Phụng. Thì gia đình có đất đai mà, mới đem ra chôn, thì thầy cũng chứng yểm rồi, xong xuôi hết rồi. Thì mọi chuyện nó bình yên, không có chuyện gì xảy ra hết. Thì sau 3 năm khi mà cái cô Năm Phụng này của chết á, thì bà thím tự nhiên bà cứ đến cái ngày đó bà cứ lo lắng. À, đúng năm đúng tháng đúng 3 năm sau là tự nhiên cái ngày đó bà thím bà lo lắng. Bà cứ nói với con cái là không biết chừng nào bà đi. Bị bà lớn tuổi rồi, bà không biết chừng nào bà đi. Mà đi thì Năm Phụng đó không biết nó có đầu thai chưa. Nếu mà đầu thai rồi đó thì không biết ai dẫn tôi Tuấn xuống địa phủ. Mà nó chưa đầu thai, nó có về nó dẫn tôi đi không? À, tự nhiên bà thím bà lo cái chuyện đâu đâu đó. Thì bạn cũng biết là người già mà các bạn, đến cái tuổi gần đất xa trời, là người ta mong là mỗi bình minh người ta đều nhìn thấy con cháu, người ta đều tỉnh táo. Thì ngày đó bà cũng lớn tuổi quá rồi, thì bà cứ sợ là bà mất bất đắc kỳ tử. Bà cứ nhắc đến Năm Phụng, trong khi trong nhà đó là cũng có bàn thờ gia tiên, cũng có chồng bà cũng mất rồi. Rồi không phải chỉ có một mình chồng bà đâu, còn dòng họ hai bên, cô dì chú bác, bà không nhắc ai, bà nhắc đến Năm Phụng thôi. Thì gia đình mới, đầu tiên là hai cái người con gái mà dẫn bà thím lên gặp bác, mới nói tâm sự với mẹ mình, mới nói là mẹ ơi, mẹ trăm tuổi già thì mẹ đi thì cũng đi về với cõi Phật. À, con cái ở đây thì muốn mẹ sống lâu trăm tuổi với đâu, ai muốn mẹ đi đâu, thấy mẹ vẫn còn khỏe mà sao mẹ cứ nghĩ quẩn hoài. À, Năm Phụng nó cũng đi lâu rồi, thí dụ như nó đầu thai, nó cũng đã đầu thai nhà người ta rồi, mà sao mẹ cứ nhắc hoài, mà lỡ nó chưa đầu thai mà đang chịu tội ở đâu đó mà mẹ nhắc vậy đó thì nó nghe nó đau lòng mẹ. Thấy không, con người mà có sinh lão bệnh tử. À, mà mẹ cứ nhắc vậy nhà mình cũng không vui. À, thì bà thím bà nói là thì tao cũng đâu có muốn nhắc. Nhưng mà không hiểu sao đêm nào nằm ngủ cũng hồi hộp lo sợ. Hay là sắp đi rồi. À, bà thím bà cứ suy nghĩ chuyện vậy hoài. Thì hai người con mới họp gia đình lại. Mới nói là thôi vậy thì hết cái mùa lúa này đó là tụi con mướn xe. Đưa má đi miếu bà. Để lên đó cầu nguyện, trước là cầu nguyện sức khỏe của má, sau là có cái chuyện gì cần giải bày đó thì má nói với bà Hiển Linh. À, nào giờ má cũng tin bà mà đó. Thì bà thím bà chịu, bà nói ừ cho đi 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 chùa chiền, đi viếng miếu bà đi. À, có gì ta tâm sự với bà. Thì mới lên trên cái ngày đó là xong cái mùa lúa, là gia đình đi xe đò đi. Thì bạn biết ngày xưa đó cái đường đi nó gập ghềnh, nó khó khăn chứ không phải như bây giờ. À, tôi cũng kể nhiều câu chuyện bạn biết rồi. Thì khi mà tới gặp bà thì trời nó cũng gần gần chạng vạng, cũng 4, 3, 4 giờ chiều. Mà bà thím thì bà yếu.
Để mà đi lên được nơi đó thì cũng phải nhờ hai ba thanh niên bồng bế lên giùm. Bà đi bộ lên cầu thang mới đi không nổi, chân chân cẳng là nó cũng yếu rồi. Đó, thì khi lên lễ xong là cũng cầu nguyện xong thì không biết bà thím bà cầu cái gì. Thì khi xuống đó các bạn, bà mới nhìn thấy một cái cô bán vé số mà cổ bị trái nửa người, bị tật á, bị trái phỏng nửa người mà đang đứng bán vé số. Mà trời thì đang xuống nắng, đang chạng vạng khoảng 5 6 giờ rồi. Lên giếng xong xuống là cũng 5 6 giờ. Thì bà thím bà khóc, bà nhớ lại cái chết của Năm Phụng năm đó bị sét đánh. Cả gia đình chòm xóm đều thấy Năm Phụng bị trái nửa người. Một bên thì không nhắm mắt, mắt một bên thì không nhắm. Chết oan ức á, không nhắm mắt. Mà sao tự nhiên bây giờ mà đi miếu xong về thì thấy có cái cô gái giống như Năm Phụng mà bán vé số các bạn. Thì bà thím bà rưng rưng bà tới. Bà tới thì lúc bà tỉnh lúc bà lẫn, bà nhìn bà kêu Phụng hả con, con về hả con. Thì mấy người con mới cản nó, mẹ ơi người ta bán vé số, người ta bị tật nguyền chứ không phải là Năm Phụng mẹ. Năm Phụng chết lâu rồi, mẹ đừng có làm vậy người ta sợ. Thì cái cô bán vé số có quay qua cổ mời, mà những người ở đó luôn cả hai người con gái mà dẫn bà thím á, đi lên gặp bác đó cũng ớn lạnh bạn, tại vì nhìn rất giống Năm Phụng, cũng bị trái y chang lúc chết vậy đó. Mà không nói câu nào, đưa vé số về cái hướng của bà thím thôi. Thì bà thím bà thương, bà mua 3 tờ vé số. Xong rồi mấy người con mới đẩy bà lên xe đò, nó má ơi về má ơi, không phải Năm Phụng đâu, người ta bán vé số bị tật nguyền thôi, má lên xe về chứ không kẻo trễ. Lên xe bà ngồi bà khóc hết đoạn đường đi vậy các bạn. Thì con cái cũng khuyên nó, má ơi má đừng có nhớ Năm Phụng nó mất lâu rồi. Đó, thì khi về, về đến quê đó là tầm khoảng 12 giờ. Là lúc mà về tới thì có con cháu đưa đò vô nhà rồi, nhà trong sâu trong ruộng vậy đó. Thì vô lúc này thì bà mới ngủ. Gia đình mệt quá thì ngủ, ngủ đến 3 giờ sáng thì nghe bà thím bà hét hét lớn. Bà kêu con Năm Phụng nó về nó đòi mạng tụi bay ơi. Bữa nay nó về nó đòi mạng, nó báo rồi nè. Đó, thì con cái mới ra mới nói là má ơi, má ban ngày bác cũng nhớ đến ma, đi đâu má cũng nhớ đến ma, thì ban đêm má gặp ma. Chứ em tụi con nó mất lâu rồi, nếu nó muốn về nó đòi mạng á, thì cái ngày nó chết nó đòi luôn. Chứ 2 3 năm rồi, tự nhiên bây giờ nó về nó đòi mạng, mà mạng ai? Mạng là má nó, anh chị nó đòi làm gì má. Đó thì mấy người con mới nói vậy. Thì bạn biết lúc đó là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Thì bà mới ngồi, bà thím bà ngồi bà mới buồn. Bà buồn bà thẫn thờ, bà mới kêu cái một trong hai cô dẫn bà đi lên gặp bác đó, là mày vô mày coi thử coi cái túi áo tao có 3 tờ vé số đó, thử coi là cái nó cái chữ số nó có cái điều hiển linh gì không, để đặng ngày mai tao qua tao hỏi ông thầy gần đây nè coi là có hiển linh gì không. Tao ngờ ngợ cái nó giống Năm Phụng quá, thì có bao giờ trùng hợp vậy đâu, thử coi trong con số nó có hiện ra chữ gì không. Người ta mê tín đó các bạn. Thì cái cô nó cũng mới vô cô lục áo ra thì không thấy 3 tờ vé số mà thấy 3 cái tờ tiền giấy tiền vàng mã. Lúc này gia đình mới nổi cục sợ, mới thấy giấy tiền vàng mã mới 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 mới, mới ớn, mà chết cha rồi, không lẽ nó là hồn của Năm Phụng thiệt. Rõ ràng là thấy mua vé số mà cũng chỉ có gia đình của bà thím hai cô với một số người có đi theo nữa nhìn thấy rõ ràng. Thì lúc này là sáng hôm sau là triệu tập hết tất cả con cái, con cháu rể dâu về nhà hết. Thì mới kể lại cái sự tình đó. Thì cái ông anh hai đó, là ông anh hai lớn trong nhà đó, con cả đó, thì mới đứng lên mới nói với bà thím là nó má ơi, con nói má nghe, em nó cũng đã mất rồi, mà trong gia đình đâu phải là chỉ có một mình nó chết trẻ đâu, từ xưa đến nay là trong nhà mình cũng có người 3 4 tuổi cũng đã mất, mà nào giờ có sao đâu, xung quanh đây toàn là mồ mả ông bà tổ tiên mình không à.
Nó không đâu có ai gây thù gây hận gì mà sao má cứ nhắc má sợ. Đêm qua má mơ cái gì mà má không ngủ. Thì bà Thím bà mới nói là đêm qua tao về đó tao ngủ, tao thấy Năm Phụng về nó oán. Nó nói là nó sẽ kéo bà con cô bác đi theo. Nó nói là nó chết mà nó không nhắm mắt. Nó hận, nó hận bà Thím, nó hận mẹ nó đó. Nó hận bà Thím. Nó lôi hết con cháu dâu rể đi theo để lót đường. À, nếu như mà bà Thím mất á, nó lôi theo để lót đường. Chứ mà Năm Phụng không có chịu về dẫn hồn má đi. Thì nghe đến đây thì ông anh hai ông nói thôi, con nghĩ là má đêm ngày má lo lắng quá. Chứ con người sống có số, má đang khỏe lắm, má không sao đâu, má đừng có nghĩ tới nữa. Nó lấy mạng ai trong nhà này, tàn người nhà nó không mà nó lấy ai. Mà lâu nay trong nhà có mình má mơ à. Chứ còn mà tụi con đâu có ai mơ thấy con Phụng nó về đâu. Thì nói đến đây thì các bạn biết là cái bà Thím bà nghe xong thì bà trong lòng bà đắn đo. Cái là những người mà thấy được cái ba cái tờ giấy tiền vàng mã đó, đó là hai cái cô mà dẫn bà Thím lên đó. Thế là những người mà biết được cái chuyện đó thì người ta sợ. Còn những người còn lại không đi chung cái chuyến miếu đó đó, đi giếng bà đó, thì người ta không có sợ, người ta không có tin đó. Thì ông anh hai mới nói thôi giờ để tụi con đi đi làm đó. Vì không biết là có chuyện gì không, chứ mà không làm là chết đói đó. Thì thôi má cứ để đi, má nghe con má để thời gian đi đó, coi có bị gì không, nếu có mình mời thầy, không có sao đâu má. Thì lúc này mới giải tán hết. À, giải tán đường ai nấy về. Thì bà Thím bà lo, trong bụng bà lo lắm mà bà cố gắng bà nén lại. Bởi vì thực sự ra thì nó cũng chỉ là một giấc mơ mà bản thân xuất phát từ cái chuyện trước đó bà cứ nghĩ quẩn. Thì 2 tuần sau mấy bạn, những cái lời báo ứng của cái cô Phụng đó, của Năm Phụng đó, dường như là chính xác. Gia đình của ông anh hai bị lật ghe, 6 mạng người trên chiếc ghe chết hết, mà chết ngoài sông lớn. Xác lại trôi vô con lạch, mà con lạch đó là xác bên mộ của Năm Phụng. Bắt đầu cái cô Phụng này, cô về, cô đòi mạng gia đình của người ta. À, cô đòi mạng gia đình của người ta. Là, thì lúc đó là bà Thím bà mới quán. À, bà sợ rồi, những người trong nhà ta sợ rồi. À, thì lúc đó đó là gia đình thấy trùng tang một lần 6 người. Thì bà Thím bà mới ngồi bà khóc, bà gào lên, thì con cái trong nhà cũng quán cũng sợ. Thì mới nói là phải chi còn thầy ba Minh đó, thì gia đình mình không ra nông nổi này. Thì mới nhớ đến bác, à, truyền nhân thầy Ba Minh mà ta mới nhớ. Nhớ thì mới cố gắng tìm cái địa chỉ để lên tìm bác. Thì bữa đó mới lên tìm. À, khi bác nghe xong thì bác mới, bác đoán hờm hờm là có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng mà bác không có hỏi liền. Bác nói thôi chuyện này là chuyện lớn rồi. À, mà chồm sớm lâu năm nữa thôi, con về con giúp. Thì trên đường đi thì con với Thím nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ con phải dọn dẹp để con cùng Thím đi về quê mình để coi cái mộ Năm Phụng nó làm sao. Thì lúc này đó là dọn thu xếp xong mới lên xe về. Thì lên xe về cũng bất tiện bạn, tại đi xe đò mà ngồi nói chuyện ma đó. Thì xung quanh người ta nhiều chuyện người ta nghe. Với lại ma quỷ dọc đường nó nghe, nhiều khi nó về nó báo Năm Phụng sao. Ma quỷ nó có liên kết nha các bạn. Đó thì bác không có nói, bác cứ để ý cái hành động, ánh mắt cũng như là cái cử chỉ của bà Thím để coi bà có cái chuyện gì không. À, thì trên xe đi thì không hiểu sao gần về tới mấy lần mà người ta xe nó dừng nó đón dọc đường đó các bạn. Thì khi mà gần về tới bến á, thì bà cứ ngờ ngợ bà nhìn một người đàn ông. À, thì người đàn ông đó cũng chạc chạc bác thời điểm đó. Bà cứ nhìn người đàn ông mà ngờ ngợ, sao giống quá vậy ta. À, thì 2 người con gái mới hỏi là giống ai. Thì bà nói không, giống thôi chứ cũng không giống ai. À, thì mới đi xuống xe. Xuống xe thì mới về. Mới về nhà của bà. Thì về nhà bà thì lúc này bác lập trận liền. À, thì bạn cũng biết rồi.
lấy phù dán hết tất cả cửa sổ, cửa chính, cửa trong, cửa ngoài, cửa ngăn phòng khách, cửa ngăn phòng bếp, lại dán hết. Tủ thờ thì lau dọn lại sạch sẽ để bác làm trận. Những ai còn trên bàn thờ mà chưa siêu sinh á, lập tức nghe để về, để coi là có được thông tin gì từ những người âm mà năm phụng sao rồi. Rồi bắt đầu mới triệu tập mà những cái vị thần gần cái khu vực đó để bảo vệ con cháu trong nhà. Có là một cái người nhà đi bất cứ nơi đâu sẽ có một vị thần đi theo tạm thời trong vòng một tuần, để cho năm phụng không có ra tay được. Bắt đầu xong xuôi hết. Rồi thiên tiên bắt quái, hậu tiên bắt quái, bố trận hết. Thì lúc này bác mới ngồi xuống, bác mới nói chuyện với bà thím là trước khi năm phụng chết á, giữa bà thím với năm phụng có cái thù oán gì mà bà thím còn giấu không? Thì bà thím bà mới khóc. Bà quay qua bà mới nói rằng là có. Ngày xưa con Năm nó có yêu thằng Tư bên nhà đó. Nhưng mà gia đình của thằng Tư, tôi với chồng tôi không thích. Từ hồi tụi nó còn nhỏ thì gia đình bên mình đó là có hiềm khích gia đình bên đó, mà cự cãi thiếu điều, coi như là muốn đốt nhà nhau nữa. Thì gia đình của bên thằng Tư đó là ba mẹ của nó chết sớm. Mặc dầu vậy đó thì gia đình bên tôi cũng không có ưa gì nhà bên đó. Thời rồi ông nhà chết là chồng bà thím là ba của cô Năm Phụng cũng chết. Đó, thì từ đó là cái hiềm khích nó không có còn nữa thôi. Nhưng mà tôi cũng không có ưa gì cái thằng đó. Vậy mà trời xui đất khiến sao quan gia ngõ hẹp, con Năm nó yêu thằng Tư. Con Năm nó yêu thằng Tư. Thì tôi ra sức tôi cản dữ dằn lắm mà tụi nó vẫn lén lút với nhau. Thì ngày đó tôi có kêu thằng hai nhà này gài bẫy nó, để nó bị bắt đi tù. Thì tôi cũng chỉ định là gài nhẹ để đi 1-2 tháng để cho con Năm nó quên đi thôi. Nhưng không ngờ thằng hai nó, với lại tụi bạn nó gài sao không biết, mà thằng nhỏ đi mấy năm trời. Sau cái lần đó tôi cũng ân hận dữ lắm, tôi hại người. Mà cũng sau lần đó thì con Năm nó cũng không còn nói chuyện người trong gia đình nhiều nữa. Cứ hễ trời mưa là nó đi ra ngoài đồng ngoài ruộng nó tìm cái gì đó. Cho đến ngày hôm đó nó bị sét đánh, nó chết. Rồi chòm sớm đưa nó về, nó cháy nửa người đó. Tôi còn giữ yên nguyên cái bộ đồ lúc mà nó chết, không có mang chôn theo. Thì bà mới vô trong cái buồng ngủ của bà đó, bà đem cái bộ đồ chết cháy của cô Năm Phụng ra. Thì bác mới tá quả. Bác nói, ủa thầy cúng năm đó sao không đốt bộ đồ mà để cho thím giữ bộ đồ vậy đây? Thì bà nói, không có, tôi giấu thầy cúng năm đó. Tôi giấu thầy cúng năm đó, tôi giữ bộ đồ kế bên, chứ phải thầy cúng người ta không kêu. Tôi nói là đồ cháy hết rồi, tôi giữ lại vì tôi nhớ con tôi. Thì lúc này bác mới biết là cái vong hồn Năm Phụng bạn, là khi mà cổ hận cổ chết á, thì trước đó cổ đi ra ngoài đồng cổ tìm cái gì đó để mà xét đánh. Thì bác gieo quẻ thì bác thấy rằng là cô Năm Phụng lúc còn sinh thời đó đi luyện bùa. Thì mục đích luyện bùa là gì thì không ai biết. Mục đích luyện bùa là gì thì không biết, nhưng có thể bác đoán, nhưng có thể cổ luyện bùa để hại anh mình. Tại bởi vì anh mình là người ngăn cản cái tình duyên của mình, cổ sanh hận cổ hại, cổ luyện bùa để bỏ bùa bỏ chú mẹ với anh ruột mình. Thì chắc là trong quá trình đang luyện bùa như thế nào đó thì trời cao người ta thấy, thần tiên ta thấy, ta thấy bất hiếu, ta khởi cái niệm ác đó, cho nên là người ta đánh cho chết. Đánh chết thì cái người thầy cúng lúc đó cũng không có cao tay, không có nhìn ra được cái vận mạng đem chôn. Thầy cũng không có sát sao, cũng không có hỏi, mà bị bà thím bà giấu cái bộ đồ. Thì đó là cái lý do tại sao mà Năm Phụng ám bà được. Thì thông qua cái bộ đồ đó thì cái cô Năm nó cổ tu 3 năm trời. Tu mới là tu tốt đâu nha, tu là tu quỷ đó, để mà cổ có thể khiển cái suy nghĩ, cái tâm tư của bà này. Tại bạn biết ma quỷ nó ít khi nhìn thấy con người, nhưng mà hễ tà tâm mình có là nó sẽ cảm nhận được cái dòng điện, nó biết là cái người nó đang gần nó, để nó dựa.
rồi từ từ nó mới xâm nhập vô đời sống, trí não, cơ thể nó mới ám mình. Chứ vốn dĩ ma quỷ gần mình mà họ không thấy mình cũng không thấy họ. Nhưng mình chỉ khởi cái niệm lên thôi. Mình khởi niệm tức, mình nghĩ đến những cái chuyện buồn, mình suy não, mình đủ thứ chuyện, mình suy diễn ra là tự động cái dòng điện nó sẽ đi đến cái người âm đó. Và họ sẽ khiển được cái dòng đó mà họ tiếp xúc được đến mình. Đến khi mà mình nhìn thấy được họ đó là chuyện nó lớn lắm rồi. À, là chuyện nó đã lớn lắm rồi. Cho nên trong cái đời sống là không có nên hận, không có nên tức tối nhiều. Thì bà thím đây bà cứ lo bà chết đó các bạn. Là do cái người âm đó họ khiến cái dòng suy nghĩ của bà tiêu cực đi. Chứ đang bà đang từ bình thường tự nhiên bà suy nghĩ đến cái chuyện đó từ từ nó mới dẫn đến những chuyện xui rủi các bạn thấy không? Thì khi bà thấy được Năm Phụng trong hình dáng cô bán vé số đó là đã nghiêm trọng rồi. Là đêm hôm đó cổ hiện về có thông báo là có đòi mạng liền. À, thì lúc này đó là bác mới hiểu ra vấn đề. Thì khi bác hiểu đó, bác mới nói là rồi con hiểu rồi. Bây giờ thím cho con xin cái bộ đồ này con ra ngoài mộ con đốt. Con lập trận con chứng yểm. Đó thì thím đừng nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa mà bây giờ thím ngồi đây thím niệm Phật cho con. Con lập trận xong hết là thím niệm Phật cho con. Đó thì mới đi ra đồng. Ra đồng thì bác mới lập trận. Thì bạn cũng biết là thiên tiên và hậu tiên là hai cái thế trận căn bản. Và cấm kỳ, nghĩa là cấm cờ ngũ kỳ để mà chịu thần á. Thì khi cấm xong bạn biết là bác nghe được tiếng của những cái con côn trùng độc. Có nghĩa là rắn rết. Và những thứ mà cái cô Tâm Phụng này đó, cổ luyện. Thì khi cổ luyện để cho những cái con này nó hưởng cái thân xác, cái thể, cái thịt, cái cổ chết đó, thì bù lại nó sẽ bảo vệ cái mộ. Thì cái người thầy Pháp chỉ chống lại ma quỷ thôi. Chứ còn những thứ còn sống nhưng mà có độc như rắn rết thì thầy Pháp bó tay. Mà nếu còn đứng ở trong cái trận địa đó, đó thì ma quỷ không hại bắt được. Nhưng mà rắn rết nó cắn được. Thì thầy Pháp cũng vong mạng. Cho nên là bác đành phải chạy. À, chạy ra khỏi cái trận địa đó liền. Mà xung quanh lúc đó là trời kéo mây đen rồi. Cái này dương khí không có. Mà bây giờ nó cái vong nó dữ. Để nói cho các bạn hiểu là không phải thầy Pháp nào, không phải cái trận địa nào thầy Pháp cũng thành công, không phải ma quỷ nào cũng chứng yểm được. Còn tùy theo vận mạng người thầy Pháp đó nữa. Đó, thì lúc đó trời không có thuận lòng người, mây đen kéo tới mà bạn biết mây thì không có, nó che đi nắng thì dương khí nó không có, âm khí nó mạnh. Tức là âm thịnh mà dương suy là như vậy đó các bạn, thì cái trận địa nó coi như là bỏ không. Không có cách nào để mà chứng yểm được, bác thấy cái sự nguy hiểm nó tới rồi. Thì bác đành phải lui về lại nhà bà thím để bác gieo quẻ. Thì thường thầy Pháp họ sẽ gieo quẻ lúc này. À, gieo quẻ để làm gì? Để họ coi coi là có đường binh hay không. Là quẻ hung hay là quẻ cát. Nếu như mà họ gieo quẻ mà cả ba quẻ đều là quẻ hung đó. Thì họ làm hết sức có thể. Bây giờ họ không cách nào họ chứng hết. Mà cái thời điểm câu chuyện này xảy ra thì bác cũng chưa có được cái ân điển của cổ binh thần tướng. À, bác cũng chưa có được những cái phép đó. À, nhưng mà lúc này nó có những cái chuyện xảy ra. Như vậy thì mình vẫn mới đi làm pháp sự thôi. À, thì gieo quẻ. Thì khi mà gieo quẻ đó. Thì may mắn là cái quẻ thứ ba là quẻ cát. Thì từ cái quẻ cát đó mình phải định hướng Đông Tây Nam Bắc. Để mình tìm thiên địch của cô Năm Phụng đó. Thiên địch của cái hồn đó. Thì ông trời mà ông luôn tạo một cánh cửa để chúng ta tìm cái người chứng áp. Thầy Pháp là cái người nhận lệnh, nhận thiên cơ để đi làm. Thì thầy Pháp phải đoán đúng nơi đúng chỗ để mà mời cái vị mà có thể chứng yểm cô Phụng này. Đôi khi là một đứa trẻ mới sanh, đôi khi là một cái người lớn. Nếu một đứa trẻ mới sanh mà cái quang khí nó sanh ra nó lớn đó, thì mình xin nước tiểu của nó. À, cái nước tiểu nó sẽ trừ được ma quỷ. Còn nếu như một cái người lớn thì người đó chắc chắn sẽ có chánh pháp và cái gọi là cái chánh khí của họ lớn thì xin cái người đó tới để mượn cái người đó làm pháp thì sẽ chứng được cái mộ đó. Có nghĩa là khi một cái sự việc nó xảy ra thì ông trời ông cho mình một con đường. Thì lúc này cái hướng mà bác nhìn thấy đó là nó gần cái bến xe.
nó gần cái bến xe, bị gì á, cái quẻ nó chỉ trong cái phạm vi cái vùng gần mộ cô Năm thôi, chứ nó không phải là cái hướng mà đi ra tới Hà Nội, nó không có, nó chỉ gần quanh đó thôi, cái người mà chứng yểm được á, nó gần quanh đó thôi. Thì bác mới là cái hướng bến xe, thì lập tức bác đoán được, bác đoán chỉ khoảng, bác nói lúc đó bác đoán 30% thôi, nhưng mà không ngờ nó đúng. Có nghĩa là bác nhớ lại cái chi tiết mà đi về tới gần nhà thì bà thím bà nói rằng là có một người đàn ông nhìn quen, nhìn sao giống quá. Thì bác nghĩ đó chính là anh Tư mà bồ trước đây của cô Năm Phụng. Có thể là ảnh được mãn hạn ảnh về, nhưng mà ảnh không có tới nhà ảnh thăm thôi. Thì trên chuyến xe vô tình gặp nhau, thì bác mới chạy ra đó bắt tìm. À, bác cũng như bắt nhìn được cái nhân dạng của người đó, bắt ra đó bắt tìm. Thì khi ra đó tìm, bác có dẫn theo một cái cô mà trong nhà đó, mà biết được mặt của cái anh Tư đó. Thì ra thì đúng là ổng đang ngồi ổng đợi xe ổng về thành phố. Thì tới thì cái cô đó cô kêu là anh Tư. Thì ổng nhìn ủa bé, ủa sao bé biết anh đây. Thì lúc này bác mới nói luôn, bác nói anh là người yêu của Năm Phụng phải không. Thì ông Tư cũng gật đầu, nói vậy tại sao mà anh không vô nhà anh tìm Năm Phụng. Thì ông mới nói là tôi về tôi thăm mộ ba mẹ, tôi được mãn hạn tôi về thăm mộ ba mẹ. Tôi nghĩ em Phụng giờ cũng đã chồng con đề huề rồi, tôi không muốn phá hoại gia đình của người ta, cho nên là tôi không vô. Tôi có nhìn về nhà bên đó, nhưng mà tôi không thấy ai, cho nên là thôi tôi không muốn phiền, tôi ra bến xe tôi về lại Sài thành phố. Thì bác mới nói rằng tôi nói anh nghe vậy, Năm Phụng chết lâu rồi. Thì ổng sững sờ, nói sao chết. Thì bác mới nói là chuyện dài lắm, nhưng bây giờ á, nếu anh còn thương cổ còn nặng lòng đó, anh về anh thắp nhang ba mẹ mà anh còn nhìn về hướng đó, tức nghĩa anh còn nặng lòng với Năm Phụng dữ lắm. Thôi thì anh theo tôi đi, mình đi vô ruộng, vô chỗ mộ Năm Phụng, rồi trên đường đi tôi giải thích cho anh phải gỡ cái kiếp nạn này, thì mong rằng là kiếp sau hai người đến được với nhau. Thì bác nói để mà chứng an đó, thì trên đường đi bác kể hết sự việc. Thì có một cái biểu hiện rất là lạ là anh Tư này anh cúi đầu anh im, anh không có sự oán trách khi mà nghe rằng là gia đình là anh hai là người gài bẫy là ông đi, ông im ông nói gì đó. Thì khi đến mộ đó là bác mới nói là cô Năm cô thấy anh là cô sẽ không có hại anh đâu, anh cầm ba cây nhang này vô á, anh cắm anh nói tên tuổi anh để cho cô Năm cô biết anh về, rồi anh đừng có sân hận với lại gia đình của Năm Phụng là anh hai. Anh nói rằng là đó anh đã buông bỏ rồi, để cho Năm Phụng đi siêu thoát, đi về địa phủ đi. Thì ông mới cầm ba cây nhang, ông lẩn thẩn đi vô các bạn, ông cắm xuống mộ thì ông mới khóc. Ông khóc thì ông nói lớn đó, ông nói Năm, anh có lỗi với Năm nhiều lắm. Ngày đó là anh hai của Năm không có phải là gài anh, mà vì gia đình của Năm chê anh nghèo, cho nên nó là anh đi buôn thuốc lá lậu, anh có phạm pháp. Anh có phạm pháp Năm. Chỉ là anh hai biết chuyện đó đi báo chánh quyền anh bị bắt thôi, chứ anh hai không có gài anh. Thì sau khi cải tạo anh biết anh sai, anh biết anh sai, cho nên là anh không có oán trách gì gia đình em hết. Em đừng hiểu lầm mà giết cha hại gia đình, giết mẹ hại gia đình. Thì nghe đến đây bạn biết là cái mộ của Năm Phụng sụp xuống, ở giữa mộ nó sụp mà xi măng mà nó sụp xuống là cô Năm cô đi đó. Cô nghe xong là cô hết hận cô đi đó. Cô biết là gia đình của cô không có hại cái anh Tư này, chỉ là ông anh hai ông biết cái anh Tư này có buôn thuốc lá lậu, cho nên anh hai ông đi báo chính quyền bắt thôi, chứ ông không có gài không có hại gì hết. Mà ngay cả bà thím bà cũng không biết, bà tưởng là bà kêu anh hai gài cái anh ông này mới đi, nhưng mà thực ra không phải, ổng có phạm pháp, ổng có phạm pháp đàng hoàng và ổng có nhận tội thì ổng mới đi đó. Thì ổng khóc ổng nói là mong rằng nó là kiếp sau đó. Đó, kiếp sau nếu như có đó, còn không mà anh sau này anh mất anh xuống mà em còn dưới địa phủ đó thì anh làm ma làm quỷ chung với em, chứ anh không có đầu thai nữa.
Còn nếu mà trời cao thương tình đó mà cho tụi mình đến được với nhau đó thì mong rằng là đừng có gieo oan nghiệt nữa. Cả đời người rồi phải không em đó. Ông mới đứng lên, ông lạy rồi ông đi ra. Ông ra thì mới hỏi bác là vậy cô Năm có được siêu thoát không? Thì bác mới nói rằng là chuyện này khó nói lắm, anh cũng biết rồi. Thành ma thành quỷ mà không có đi đầu thai, mà trước khi chết đó, là luyện bùa ngải để rắp tâm hại mẹ ruột. Tội đó rất nặng, đó là tội bất hiếu. Chỉ vì một chữ tình với người ngoài mà muốn hại chết người nhà, cho nên trời cao mới đánh. Đánh rồi vẫn chưa biết tội mà đi tu luyện thành ma quỷ, đợi đúng ngày đúng giờ về mà đe dọa ba mẹ mình. Đó là cái bà thím đó, Tân Tân thuận miệng Tân nói luôn cả ba và mẹ, chứ còn để mẹ không thì nó neo đơn câu chuyện của Tân quá. Đó thì bà thím đó nó là một cái chuyện rất là bất hiếu và tội rất là lớn. Cho nên là khi mà xuống địa phủ là chắc chắn là cũng không siêu thoát đâu. Nhưng mà mong rằng ở dưới mà nếu như mà cô Năm cô phát tâm tu tập đó, mà gia đình ở trên này khi biết chuyện mà không sân hận với cô Năm đó, thì có thể là cổ tu được đó, thì có thể giảng sanh. Nhưng mà khó, bị gì cổ ăn hồn của chính anh hai, gia đình anh hai 6 mạng người rồi. Cô lỡ cô sát hại, cô hiểu lầm đó các bạn. Một chữ hận trong tình đó. Bởi vì người ta nói từ xưa đến nay đó, tình là hận. Tình yêu làm cho con người ta thăng hoa phát triển. Nhưng mà cũng vì một chữ tình mà khiến cho bao nhiêu con người mà u mê bậy bạ đó các bạn. Thì thật ra thì trong cái câu chuyện này nó cũng đau lòng quá. Do cách cư xử của người lớn thế hệ trước, chỉ vì mà hận nhau, do cãi vã mà những người trong cuộc đã chết rồi, vậy mà bà thím bả ngăn cản cái mối tình đó. Ta nói oan gia ngõ hẹp mà, oan gia ngõ hẹp, vợ chồng gặp nhau là bù trừ cho nhau, cũng là oan gia ngõ hẹp mới gặp nhau. Cha mẹ ghét nhau, con cái yêu nhau mới ác đó. Mà bây giờ bà thím bả vậy. Thực ra ông anh hai ông cũng không làm gì, nhưng mà ông cũng ác. Ông đi báo chánh quyền, trong đúng có sai, trong sai có đúng, ai cũng có quá khứ hết các bạn. Thì không ngờ ông anh Tư này có tội thiệt thì ông đi thôi, ông bị bắt thôi. Nhưng mà cô Năm thì cô không nghĩ vậy. Khi yêu mà người ta mù quáng, người ta không có nghĩ như vậy. Người ta nghĩ rằng là có lẽ là anh mình đi hại mẹ mình là cái người chủ mưu để cho người yêu mình bị bắt. Cổ luyện bùa của hại gia đình thì không ngờ là cũng bị sét đánh chết. Chết rồi mà cổ vẫn chưa yên nữa. Cổ vẫn tu luyện để hồn phách cổ quay về. Khi quay về rồi cũng rắp tâm hại mẹ mình tiếp. Lấy mạng gia đình 6 mạng người ông anh hai của mình. Là coi như là không còn đường để lui rồi các bạn. Nhưng mà trong cái rủi có cái may đó. Trong quẻ hung có quẻ cát. Trong quẻ hung có quẻ cát thì cái cát đó là chính là cái người nhân duyên của cổ thì mới phá được cái hận thù đó. Thì cái người đó ngay bến xe. Ngay khắc đó, đúng lúc đó lại cùng chuyến xe cùng bác đi về, các bạn thấy trời xui khiến không? Ông trời ông mới triệt đường sống của người khác. Nhưng mà để có được một đường sống là phải 100.000 đường chết. Ông đó ông vô tình ông mãn hạn, ông về ngay đúng lúc đó mà ông đứng bên nhà ông nhìn qua rồi mà không ai thấy. Để khi gieo quẻ bác mới nhìn thấy cái quẻ đó, bác đi ra bến xe là mém xíu nữa là ông đi rồi. Mém xíu nữa là ông lên xe ông về Sài Gòn là coi như cái chuyện này căng rồi. Thì không ngờ là gặp ông về ông mới nhận là anh có tội. Mà ông không biết là cô Năm chết luôn. Đâu ai nói đâu, ông cũng là thân đơn chiếc mà bị bắt đâu ai nói đâu. Đó, các bạn biết là trong cái chuyện tình cảm, trong cái chuyện tâm linh, những câu chuyện mà bác trải nghiệm nó là câu chuyện cả đời người. Những cái câu chuyện nó tưởng chừng như là trong những bộ phim nó mới có, nhưng mà lại đời thật nó có. Nó sâu sắc bởi con người mà. Đừng có chấp mê, đừng có hận. Mà một khi hận là bạn dẫn người âm tới đó. Như câu chuyện của Tân bạn thấy, thì trong những cái câu chuyện Tân kể, sẵn hôm nay Tân nói luôn, trong những câu chuyện Tân kể có những nhân vật, Tân xin phép bác đặt tên cho nhân vật đó, hoặc là thay tên của người ta, để không có bị vong hồn người ta nghe mà đi ám mình. Bị gì
cái vong hồn đó tuy là bác nói đã siêu sanh, đã này nọ, nhưng mà mình đang kể về câu chuyện của người ta. Cho nên nhân vật Năm Phụng ngày hôm nay, anh Tư, bà Thiếm, thì bà Thiếm là có thật, không nói tên, nhưng mà Năm Phụng, anh Tư đó, thì Tân chỉ dùng cái con số thân thương của người miền Tây khi mà họ đặt cho những người con cái, những người bà con chòm xóm. À, thực ra cô này cũng gần chữ Phụng thôi chứ không phải là Năm Phụng thật sự, nhưng mà Tân đổi cái tên để mà Tân kể câu chuyện nó an tâm mà nó thuận miệng hơn. Chứ còn mà để đúng tên người ta, đúng tên đúng họ thì ớn lắm, bị gì cái câu chuyện của bác nó đã lâu rồi mà bây giờ cái anh Tư đó, đó cái nhân vật anh Tư đó cũng đã mất rồi, mà bây giờ mình nói tên cúng cơm của người ta ra trên câu chuyện của mình đó thì nó ớn lắm. Bị gì Tân bị cũng một hai lần rồi. Khi Tân kể chuyện thì có một hai lần Tân kể tên thật, tên tục của người ta, tên cúng cơm của người ta, thì tự nhiên có những cái chuyện nó bất thường nó xảy ra. Khi Tân hỏi bác nói đúng rồi, tại vì người ta vẫn hiển linh. Người ta vẫn hiển linh, người nghe tên câu chuyện của người ta là người ta biết. Mà gọi tên họ của người ta thì người ta sẽ biết đó là câu chuyện của người ta. Cho nên là bác khuyên Tân là nên đổi đi, đổi cái tên đi. Cho nên là Tân mới chọn nhân vật là Năm Phụng rồi anh Tư, và những cái nhân vật rất là thân thuộc, những cái tên, cái con số thân thuộc của miền Tây để mà thay cho nhân vật chính. Chứ còn người ta mà hiển linh cỡ đó mà kêu Tân kể mà nói tên của người ta ra đó là Tân ớn lắm. Tân bị mấy lần rồi, là Tân kể chuyện ma Tân bị chắc cũng 20-30 lần có. Mình cái tên nó cũng thuận miệng quá đi đó, mình kể mình thấy hay, nhiều cái tên đẹp quá mình kể mình thấy hay mình kể. Thì trong ngày hôm đó có một hai chuyện nó cũng không có ổn lắm, đó là phải thấp trầm lên để mà mình xua đi cái tà khí đó, mình phải lạy người ta. Mình nói là kể chuyện với mục đích là chia sẻ chứ không phải là châm biếm hay là bất cứ điều gì đó, đừng có theo ám đó. Thì mình bị mấy lần rồi, cũng nhiều lần rồi, cho nên là xin phép cái một số câu chuyện là Tân đổi tên. Cho nên nhiều khi bạn nghe chuyện bạn thấy nhân vật nó hơi quen quen, đó là do Tân đổi tên đó. Tại vì câu chuyện mà để nguyên tên tục thì rất là không tốt ha các bạn ha. Thì Tân nói cho các bạn biết, nhất thế nào là âm thanh hôm nay chắc sẽ ổn hơn so với bình thường. Tân đã chỉnh lại hết rồi. Thì Tân mong các bạn có thể nghe câu chuyện một cách nó thoải mái hơn và nó ổn định hơn. Các bạn thấy sao về câu chuyện của bác ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.